Em thân mến, có một nhà văn mà khi qua đời, trên bia mộ của ông đã được khắc những bài thơ anh yêu mùa thu hơn cả những chiếc lá nhuộm vàng trên những cây bông cải, những chiếc lá trôi theo những dòng cá hồi và ở bên kia những ngọn đồi, những khoảng trời cao xanh lộng gió và giờ đây anh mãi mãi là một phần của nó. Đó là một bài thơ được khắc trên bia mộ của một nhà văn Mỹ vĩ đại, một nhà văn đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel về văn học năm 1954, một nhà văn mà dì em dù viết về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất hay cuộc chiến tranh chống phát xít thì ông cũng muốn viết một án văn xuôi trung thực và đơn giản về con người. Đó chính là nhà văn Ernest Hemingway. Và trong bài học hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu sơ lược về nhà văn Hemingway cùng với tác phẩm tiêu biểu của ông, tác phẩm Ông Già và Biển Cả các em ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, tác giả Hemingway. Trong phần tác giả Hemingway thì chúng ta sẽ lưu ý những điểm cơ bản như sau. Ở ý thứ nhất, Hemingway sinh năm 1899 và mất năm 1961. Hemingway là một nhà văn Mỹ vĩ đại. Em thấy là ông đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel về văn học. Ông đã từng tham gia hai cuộc chiến tranh thế giới, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đúng chưa nào? Và ông đã có rất là nhiều những tác phẩm viết về đất nước mình, về miền Tây, về những trận đấu hòa tốt, đúng chưa nào? Về dì em bên kia sông và dưới gòn cây lá, đúng chưa nào? Chu Nguyện Hồn Ai, đúng không? Hay là dì em Giả Từ Vũ Khí? Đó là những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Hemingway. Nhưng mà thật đặc biệt, nhà văn đem về cho nước Mỹ giải thưởng Nobel về văn học, đúng chưa nào? Lại là người dì em quay lưng với đất nước mình. Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì ông đã cùng với rất là nhiều những người bạn của mình đã tổ chức một nhóm sáng tác mang tên là dì em là Thế Hệ Bước Đi. Nghĩa là ông cảm thấy là gì? Có một cái gì đó nó đổ vỡ, đúng chưa nào? Khi hiểu sâu sắc về bản chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đúng chưa nào? Bản chất của nước Mỹ theo cái quan điểm của ông. Và để kết thúc cho tất cả những điều mà ông đã trải qua, những niềm tin mà ông đã bị mất về đất nước mình, thì ông đã kết thúc cuộc đời mình bằng một phát súng vào đầu. Và mùa hè năm 1961, trước khi là gì em, ông đón sinh nhật của mình, đúng chưa nào? Thì các em thấy là cuộc đời của nhà văn Hemingway gắn liền với rất là nhiều sóng gió, cả sóng gió của thời đại và cả sóng gió của tâm hồn. Trước khi qua đời bằng cách là tự sát thì nhà văn Hemingway đã trải qua một cái cơn trầm cảm kéo dài rất nặng nề và ông đã có ý định tự sát rất là nhiều lần và ông đã được phát hiện và dì gan và được cứu chữa bằng một cái liệu pháp tâm lý, đó là liệu pháp sóng điện. Nhưng mà các em thấy dù là điều trị như thế nào, họ cũng không thể xóa bỏ được những cái ám ảnh tâm lý trong tâm hồn của tác giả Hemingway. Và nhân vật của tác phẩm của Hemingway thường là gì các? Những con người có những cái khao rất là lớn, giống như nào? Họ giống như là cái chủ nghĩa khắc kỷ, họ tự là gì các em đặt ra cho mình những cái thử thách vô cùng lớn lao. Dù là viết về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, hay là viết về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hay là viết về những trận đấu bò, thì Hemingway luôn xây dựng những con người như vậy vô cùng mãnh liệt trong khao khát. Mà ông cho rằng điều đó là điều đơn giản nhất về con người và ông mong muốn là biết được những án văn xuôi đơn giản và trung thực về con người, đúng chưa nào? Em ghi ý thứ hai.
Ông đã từng tham gia hai cuộc chiến tranh thế giới. Ý thứ ba, dù viết về chiến tranh, về những trận đấu bò, phải đấu quyền ăn. Phải, ông cũng đều muốn viết một án văn xuôi đơn giản và trung thực về con người. Dù viết về chiến tranh hay những trận đấu bò, đấu quyền ăn, ông cũng đều muốn viết một án văn xuôi đơn giản về trung thực và con về trung thực về con người. Thêm sang ý thứ tư, đó là gì? Ông là người đề xướng. Và sáng tác theo nguyên lý bản văn trôi. Ông là người đề xướng và sáng tác theo nguyên lý tản văn trôi, nghĩa là với nhà văn Hemingway, một tác phẩm nghệ thuật phải giống như một tản văn trôi, phần chiều rất là nhiều mà phần nổi thì gì các em rất là ít, đúng chưa nào? Hiểu như thế nào là do sự thể nghiệm và cảm nhận của người đọc thông qua hình tượng của tác phẩm, đúng chưa? Và đây là một cái nguyên lý sáng tác rất là đặc sắc. Và cũng nhờ nguyên lý này, ông đã đạt giải thưởng Nobel về văn học cho tác phẩm đặc biệt nhất được viết theo nguyên lý tản văn trôi. Đó chính là tác phẩm Ông già và biển cả. Thêm ghi tiếp theo. Ông là tiểu thuyết gia người Mỹ đạt giải Nobel về văn học. Năm 1954, với tác phẩm Ông già và biển cả. Và cuối cùng là chúng ta lưu ý một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Hemingway. Ví dụ như là Trong thời đại của chúng ta, Bên cây xanh và dưới vòm cây lá, hay là những tiểu thuyết rất là nổi tiếng như là gì các em? Chuông Nguyện Hồn Ai.
hay là giả từ vũ khí? Hay là gì? Ông già là biển cả. Và chúng ta biết đến nhà văn Hemingway không chỉ là vì các em biết đến nguyên lý tảng băng trôi, mà chúng ta còn biết đến một con người vào tự là vì các em đặt mình vào một cái nhóm sáng tác mang tên là Thế hệ mất đi. Và ông đã có những cái gắn bó rất là sâu sắc với một đất nước mà chúng ta thấy là gì đây? Đối lập hoàn toàn với đất nước ông, đó chính là đất nước Cuba, đúng chưa nào? Thì các em thấy là về tác giả Hemingway, chúng ta chú ý những điểm cơ bản như vậy để chúng ta có một cái nhìn nền tảng về tác phẩm Ông già và biển cả, cũng là để xử lý những vấn đề liên quan phần đọc hiểu và phần nghị luận xã hội như là gì các em? Hai tác phẩm văn học nước ngoài khác, đúng chưa nào? Đầu tiên là gì? Thứ nhất là ông đã từng tham gia hai cuộc chiến tranh thế giới, đúng chưa nào? Thứ hai là dù viết về chiến tranh hay viết về những trận đấu bò, những trận đấu quyền thăng, ông cũng đều muốn viết một án văn xuôi đơn giản và trung thực về con người. Ông là người đề xướng và sáng tác theo nguyên lý tảng băng trôi. Và ông là tiểu thuyết gia, nhà viết truyện ngắn, đúng chưa nào? Người Mỹ đã vinh dự đã được nhận giải thưởng về văn học, đúng chưa nào? Giải thưởng Nobel đó chính là tác phẩm Ông già và biển cả vào năm 1954, đúng chưa nào? Và Hemingway đã kết thúc cuộc đời của mình bằng một phát súng vào đầu vào mùa hè năm 1961, trước khi là gì em sinh nhật lần thứ 62 của ông, đúng chưa nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu tác phẩm Ông già và biển cả. Em đi phần 2 lên ạ. Ông già và biển cả là gì? Các em, một tác phẩm đặc trưng cho nguyên lý tảng băng trôi, đúng chưa nào? Một tác phẩm đặc trưng cho nguyên lý tảng băng trôi nghĩa là gì? Phần nổi rất ít mà phần chìm là rất là nhiều. Vậy thì thông qua cuộc chiến của một ông già trên biển cả, nhà văn Hemingway đã nói lên những vấn đề gì, đúng chưa nào? Chúng ta lưu ý ở ý thứ nhất, đây là một tác phẩm tiêu biểu cho nguyên lý tảng băng trôi,